Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DDT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Một xe tải bị lật khi cố tình đi qua đoạn ngập lụt. Vụ vỗ vai mất tiền triệu, chia sẻ của người trong cuộc. Mưa lớn gây sói lở tại hai nhà máy thủy điện. Lại chuyện sạch nhà bẩn ngõ. Kiến thức cuộc sống, mèo chăm sóc quần áo lâu khô ngày mưa. Vào lúc 21 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 7 năm 2023, một xe tải chở gỗ cao su đi từ hướng Chư Prương, tỉnh Gia Lai về Đắk Min, tỉnh Đắk Nông trên quốc lộ 14C. Khi qua khu vực ngập lụt thuộc thôn 6 xã IRV huyện Esup thì bị lật xe xuống vùng nước lũ. Ngay khi phát hiện, lực lượng trực chốt của xã IRV đã kịp thời hỗ trợ đưa lái xe và phụ xe vào bờ. Tai nạn giao thông trên địa bàn Đắk Lắk trong tháng 7 gia tăng cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và bị thương 10 người, tăng 7 vụ, tăng 12 người chết và tăng 2 người bị thương so với tháng 6 năm 2023. Trong đó, 7 vụ xảy ra trên các tuyến quốc lộ, 6 vụ xảy ra trên các tỉnh lộ, nội thị và 6 vụ xảy ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tháng đã xử lý 731 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 4 trường hợp sử dụng ma túy, 3.046 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe có thời hạn 499 trường hợp, tạm giữ 901 phương tiện, phạt tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Tối qua vào lúc mưa to, một cây đa ở thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, huyện Rồng Bách bật gốc đổ xuống đường. Lúc này đoạn đường không có nhiều phương tiện đi lại nên may mắn không có thiệt hại về người. Theo người dân địa phương, cây đa được trồng từ những năm 1980, nhiều đoạn rễ đã bị thối mục. Ngày sáng nay, đông đảo người dân đã cùng phối hợp cơ quan chức năng khắc phục sự cố, dọn dẹp để đảm bảo không ảnh hưởng đến lưu thông trên quốc lộ 26. Sau 2 ngày xảy ra sự cố vùi lấp 4 người, điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được dọn sạch đất đá thông xe quốc lộ 20 từ Đồng Nai đi Đà Lạt. Sáng ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng Bộ Giao thông Vận tải cơ bản xử lý xong khối lượng đất đá giải phóng quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc sau gần 48 giờ ách tắc do sạt lở. Đoạn đường dài 50 m đã được san ủi đất đá xuống ta luy âm bên đường. Cơ quan chức năng cũng giảm độ cao, tránh nguy cơ sạt lở tiếp ở khu vực đồi sầu riêng phía sau trụ sở trạm cảnh sát giao thông Madagui. Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay, quốc lộ 20 đã trở lại hoạt động bình thường. Thưa quý vị và các bạn, 24 giờ cùng DRT hôm qua đã đưa tin về vụ việc bà PTD 68 tuổi trú tại tổ dân phố 11, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột bị một nhóm đối tượng lừa bán thuốc với giá trên trời. Ngay sau đây là chia sẻ của người trong cuộc. Theo đó, nhóm đối tượng tự xưng là bác sĩ đã lừa bán cho bà một chiếc hộp với giá gần 10 triệu đồng. Bên trong có 5 gói hạt màu trắng đục, mỗi gói khoảng 100 gram. Trông rất giống hạt ý dĩ, một loại hạt được sử dụng khá phổ biến trong đông y và được bán tại các tiệm thuốc đông y với giá khoảng 150.000 đồng trên 1 kg. Theo camera an ninh ghi lại, thì nhóm đối tượng này có từ 3 đến 5 người quan sát theo dõi con mồi từ lâu, biết tình trạng bệnh của nạn nhân và lên kế hoạch lừa đảo một cách tinh vi. Đáng nói là bà PTD gần như không kiểm soát được hành vi của mình sau cú vỗ vai của hai đối tượng. Từ bị đến lúc 7 rưỡi á, mà đến tối thì mới dùng ông xã là mở ra là gọi cái số điện thoại thì gọi cả hai số thì đến tối gọi là không được luôn. Là biết là mình bị lừa rồi. Gia đình bà PTD đã báo sự việc đến cơ quan chức năng. Trước khi cơ quan chức năng xác minh thực hư thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác với hành vi này. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Đắk Nông cho biết có hai nhà máy thủy điện tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Theo đó, rạng sáng ngày 1 tháng 8, lưu lượng nước chảy về khoảng 190 m khối trên một giây đã gây sạt lở góc sân trước nhà máy thủy điện Đắk Rờ Tí, bậc trên với diện tích khoảng 300 m2, sâu khoảng 10 m. Phạm vi sạt lở đến vách nền đá gốc của sân nhưng chưa ảnh hưởng vào đến kết cấu nhà máy. Ở diễn biến tương tự, lưu lượng nước chảy lớn làm sói lở chân trạm 110 kV và gây hư hỏng một số thiết bị điện của nhà máy thủy điện Đắk Nông. Các nhà máy đã chủ động khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho công trình tiếp tục vận hành bình thường. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong thời gian tới, tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa rất to,
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc tại các huyện và thành phố Gia Nghĩa. Tại lưu vực hồ chứa Buôn Tu Sa đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, nhất là địa bàn tỉnh Đắk Nông, làm cho lưu lượng nước về hồ chứa tăng cao, mực nước hồ gia tăng đáng kể. Theo dự báo sẽ hình thành cơn lũ với đỉnh lũ khoảng 650-700 mét khối trên một giây. Tuy nhiên, công ty thủy điện Buôn Cốp, đơn vị đang quản lý vận hành hồ chứa nước Buôn Tu Sa cho biết, dung tích phòng lũ khả dụng của hồ lớn hơn 250 triệu mét khối, nên hồ sẽ cắt trọn cơn lũ này, chỉ xả về hạ du với lưu lượng chạy máy bình thường. Hiện công ty đang tiến hành quan trắc và cập nhật thông số vận hành hồ chứa với tần suất 15 phút trên một lần và cung cấp bản tin dự báo 3 giờ trên một lần, theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa. Những ngày này, trên một số tuyến đường tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột lại dễ dàng bắt gặp cảnh mua bán chim không rõ nguồn gốc. Người đàn ông bán chim tại góc phố này cho biết anh mua lại chim của những người chuyên săn bắt. Mùa mưa, chim bị ướt cánh nên những kẻ săn chim cũng bắt được nhiều chim hơn. Cứ một tuần anh sẽ mua được 3-4 loại chim với số lượng lên đến 100 con và đem bán dọc đường. Và hôm nay, trong những bao đựng chim này có khoảng 20-30 con mỗi loại và giá bán cũng khác nhau. Còn người mua chim này thì cho biết chị mua chim để phóng sinh. Pháp luật nghiêm cấm hành vi săn bẫy, nuôi nhốt, trao đổi, mua bán chim hoang dã có nguồn gốc từ rừng trái pháp luật. Vì vậy, hành vi mua bán dù là vì mục đích gì đều vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vứt rác bừa bãi là một hành vi xấu, báo chí nhiều lần lên án. Thế nhưng thì nhiều người vẫn cứ giữ thói quen sạch nhà mình mà mặc cho ngõ bẩn. Họ cứ quen tay đem rác sinh hoạt của gia đình mình rồi vứt bừa bãi ở nơi công cộng. Đơn cử như tại tổ dân phố 7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, khu vực thuộc dự án Buôn Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên từ lâu nay đã bị ép trở thành bãi rác bất đắc dĩ. Rác thải sinh hoạt với đủ loại, từ túi ni lông, hộp xốp, rác hữu cơ tới bỉm trẻ em, tàu lá gãy, xà bần, cứ có chỗ đất trống là xuất hiện rác. Đa phần thì bà con là cũng chấp hành, nhưng mà do cái điều kiện là cái tổ của mình là cái địa bàn rất là rộng mà dân thư cư thì là nằm rải rác, cho nên là cái vấn đề về môi trường thì nói chung là cũng gặp nhiều khó khăn. Đó, cho nên là những cái bãi rác trước đây thì tổ dân phố cũng đã làm tới 16 cái biển. Nhưng mà hiện nay trong cái khu dân cư của mình thì tất cả các cái biển đó, các cái điểm rác đó thì hầu như là bị xóa sạch, là không còn các cái điểm đổ rác chung. Thì hiện nay cũng là một cái phần là cái đó là làm được tốt. Nhưng mà còn cái vấn đề về cái chỗ mà làng văn hóa 33 hectare này thì nói chung là không có người ở thì rất là rộng, cho nên tổ dân phố cũng không thể nào đi sát theo hàng ngày được. Khi những túi rác được tập kết, dưới sự nắng nóng hay mưa dầm, chúng rỉ nước ra đường, bốc mùi hôi thối cả một khu phố. Chưa kể dưới các gốc cây to, người dân đem bỏ những đồ thờ cúng đã cũ đầy quanh gốc, vừa phản cảm vừa mất mỹ quan khu phố. Ủy ban dân phường đã triển khai cùng các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố tuyên truyền về bảo vệ môi trường, lắp đặt camera để xử lý vi phạm, đặt thùng rác tại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Cũng nhờ qua tổ dân phố, khi phát hiện được chụp hình gửi cho ủy ban phường để ta có cái biện pháp xử lý. Hai là những cái điểm nào mà gần dân là kéo camera, hiện giờ đã phường đang cái xử lý cái vấn đề này, kéo camera để giám sát cái khu vực mà người dân cố tình là bỏ rác để có cái biện pháp xử phạt. Thường thì ở trên địa bàn thành phố thì người dân sẽ mang rác ra sinh hoạt trong nhà để ngay trước cửa và đến ngày quy định thì nhân viên vệ sinh sẽ tự đi thu gom. Nhưng lại có một bộ phận người dân thì không muốn để rác ngay trước nhà. Thay vì đợi đến ngày giờ thu gom rác của công ty vệ sinh thì họ lại đem vứt luôn ra đường, ra những cái bãi đất trống, miễn sạch nhà của họ là được. Vâng, vì họ không muốn làm bẩn cái cửa nhà mình. Thế nhưng với cái camera thì hiện nay cơ quan chức năng thì có thể dễ dàng có được những cái bằng chứng xác thực về những cái hành vi không đúng mực. Như Lê còn nhớ là cái cách đây không lâu thì ở phường E Tam thì cũng đã có xử phạt đối với một cá nhân về cái hành vi tương tự. Có thể nói thì cái số tiền xử phạt thì có thể không nhiều, tuy nhiên cái danh dự của người bị xử phạt vì cái hành vi này thì có lẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài, Đắk Lắk có 15 điểm cụm thuộc 5 làng ngành nghề ở 6 huyện thị xã thành phố cần được bảo tồn. Theo đó, nghề dệt thổ cẩm có 10 cụm nghề thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện Buôn Đôn, Lắk, Chư Mờ Ga. Nghề đan lát có 2 điểm thuộc huyện Lắk và thị xã Buôn Hồ. Nghề làm gốm cổ có 1 cụm tại huyện Lắk. Sản xuất rượu men lá có 2 cụm thuộc huyện Krông Răng.
Đây là những ngành nghề gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Việc lập danh mục làng nghề nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những nơi có làng nghề và lao động nông thôn khác. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên bên Hồ Lắc thơ mộng, những chàng trai, cô gái, người Mân Âu nơi đây thì có lẽ đều đã thuộc từng ngọn núi, con sông, con suối, những danh lam thắng cảnh của địa phương và hiểu rõ truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Một số bạn trẻ đã mạnh dạn đổi mới, vận dụng sáng tạo phương thức làm du lịch, góp phần mở ra những cánh cửa kết nối với mọi người, đưa những giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh quê hương đến với bạn bè thế giới. Đi, nói chung đi giữa đường thì cũng mệt, nhưng mà nghĩ là thôi, xong rồi, một tiếng nữa thôi, cuối cùng là cũng lên được. Không khí rất là trong lành. Với cái cảm xúc vui vẻ, tôi sẽ về chia sẻ với gia đình của mình và bạn bè của mình. Hy vọng thì những cái chuyến đi như thế này sẽ được nhiều người biết tới. Đó là cảm nhận của du khách. Sau khi trải nghiệm chinh phục ngọn núi Chư Giang Lắc có độ cao 1.700m so với mực nước biển do anh Isim Nju thành lập tour. Những năm gần đây, nói đến du lịch trải nghiệm tại Đắk Lắk, cái tên Isim Nju hay Lắc Tour đã quen thuộc đối với các tín đồ mê xê dịch. Săn mây hay thưởng thức gà sa lửa là những cụm từ hay được nhắc đến với loại hình du lịch này. Để mà phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và gìn giữ lưu giữ nó lại thì có một cách, đó là bằng những cái trải nghiệm văn hóa du lịch và đưa những cách làm du lịch sẽ đưa những cái văn hóa bản địa đã đưa đến giới thiệu đến với mọi người. Cùng chí hướng, cùng niềm đam mê với anh Isim có anh Ilam Dang Ping. Bằng sự hiểu biết văn hóa dân tộc của mình, anh kết hợp với các bạn để giới thiệu những món ăn truyền thống, văn hóa rượu cần, cồng chiêng, âm nhạc dân gian của dân tộc Mân Âu bên Hồ Lắc đến với nhiều du khách thập phương. Ngoài cái cơm lam gà nướng rồi như hồi nãy chúng ta được thấy là một cái canh măng. Canh măng ở đây thì được nấu đặc biệt là nấu bằng với nước tro thì thay cho muối để lưu giữ lại truyền thống cái cách nấu ăn của người bản địa ở đây. Để giới thiệu cho những du khách gọi là đặc sắc của ẩm thực vùng miền. Để phục vụ du lịch trải nghiệm một cách bài bản, chuyên nghiệp, đa dạng, những bạn trẻ này đã kết hợp lại với nhau và tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho nhiều người như liên kết về ẩm thực, về cồng chiêng, về âm nhạc, đội ngũ phục vụ leo núi. Mong muốn nhất của tôi rằng là mọi người cảm nhận cái điều mà thật sự là nó là thực tế, cuộc sống buôn làng và ở đây có những cái vẻ đẹp nó khác hơn so với những cái vẻ đẹp ở bên ngoài. Ở đây vẻ đẹp từ tấm lòng của những người dân, đẹp từ những cái khung cảnh và sự cảm nhận của những người thân thiện của buôn làng. Bằng sự nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin, nhạy bén trong đầu tư dịch vụ và biết chiều khách hàng, cách làm của họ đã thổi một làn gió mới, đưa du lịch sinh thái cộng đồng của Đắk Lắk được tô điểm đậm nét hơn, đặc sắc hơn trong bản đồ du lịch cả nước. Như Lê này, chúng ta đang trải qua những ngày mưa dài. Không biết nhà bạn thì sao chứ như nhà tôi thì quần áo mấy ngày nay thì cứ phơi hoài, không khô, rất là khó chịu. Có lẽ là không riêng gì nhà chị mà nhà tôi và nhiều gia đình khác thì cũng có chung tình cảnh tương tự. Và ngay sau đây là một số mẹo giúp quý vị và các bạn có thể bảo quản quần áo lâu khô ngày mưa. Trong cái thời tiết Đắk Lắk này là lượng mưa rất là nhiều, là sẽ gia tăng cái độ ẩm trong không khí và sẽ dẫn tới tình trạng là quần áo của mình dễ bị nấm mốc và có mùi hôi. Nên là khi mà mình chọn giải pháp cho cái mùa này thì mình sẽ chọn những giải pháp là có giặt nước nóng cho mình. Thứ hai nữa mình sẽ nhỏ thêm một số giọt tinh dầu vào trong ngăn nước xả của mình thì nó sẽ gia tăng được cái mùi hương và nó lưu hương tốt hơn cho mình. Thứ hai nữa là khi mà mình giặt máy giặt thì mình sẽ giặt chọn chương trình giặt nước nóng cho mình, mà nên chọn giặt từ 50 đến 60 độ là tốt nhất, tại vì khi đó nó sẽ bảo vệ sợi vải mà sẽ diệt khuẩn cho mình. Và thứ hai nữa là khi mà mình giặt xong thì mình nên, nếu mà mình có điều kiện hơn thì mình thêm cho mình một cái máy sấy quần áo. Thứ nhất nó sấy nó sẽ khô hoàn toàn quần áo cho mình hơn, nó sẽ diệt khuẩn quần áo cho mình. Xong đó và mình ủi quần áo mình sẽ giặt thì cái mùi hương nó sẽ lưu hương mình rất là lâu và quần áo mình, sợi vải của mình nó sẽ bền hơn và lâu hơn cho mình. Đó là những giải pháp có được trong những ngày trời mưa Đắk Lắk kéo dài mà có độ ẩm trong không khí rất là cao.
Vâng, và hy vọng với những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những cái mẹo vặt trong cuộc sống, có thể bảo quản quần áo của mình tốt hơn cho những ngày mưa như thế này. Vâng, và đến đây thì chương trình 24 giờ cùng DRT của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm vì hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.